Lại là mình nè, Gigi đây. Lâu lâu mình lại lên sóng cho mọi người đừng bên mặt mình á. Mấy hôm nay khi mà mình vẽ những bộ phim của Studio Ghibli mọi người, thì thằng em mình nó có gửi cho mình xem một cái bức ảnh mà vẽ về một cái thành phố mà với phối cảnh một hai điểm tụ á mọi người. Thì nó kêu mình là chị vẽ về kiểu này đi, thì mình cũng chiều lòng nó. Hôm nay mình sẽ vẽ một cái thành phố với phối cảnh một điểm tụ nha. Thì đây là mình đang vẽ, ví dụ cho mọi người xem một cái hình hộp mà vẽ theo kiểu phối cảnh một điểm tụ á. Thì cho những bạn nào chưa biết phối cảnh một điểm tụ là gì thì mình cũng giải thích sơ là nó là kiểu như một cái hình vẽ 3D về một cái không gian 3 chiều mà sự vật sẽ càng ngày càng nhỏ dần về một điểm tụ nằm trên đường chân trời. Thì cái đường ngang lúc nãy mình vẽ là đường chân trời và mình sẽ chấm một điểm đó, đó chính là cái điểm mà nó tất cả mọi thứ sẽ thu về một cái điểm đó hết, gọi là phối cảnh điểm tụ. Và đây là cái bức tranh hôm nay mình quyết định cover lại. À đúng rồi, cái bức tranh này hôm nay mình vẽ không phải là mình tự vẽ đâu, mình là mình cover lại của một YouTuber rất là nổi tiếng. Mình thấy video này mới chịu được view luôn mọi người, và mình thấy rất là đẹp. Với lại mình cũng tìm thử một vài cái thành phố khác ở trên Pinterest thì mình thấy nó không có đẹp bằng cái thành phố này, nên là mình đã cover lại với phối cảnh một điểm tụ nha. Ok, đầu tiên thì rất là dễ, các bạn sẽ vẽ một đường thẳng, lấy đường đó làm đường chân trời, sau đó chấm một điểm bất kỳ ở trên đường đó và nói những cái đường khác về cái điểm tụ đó thì nó sẽ ra một cái phối cảnh một điểm tụ rất là dễ luôn. Khi mà mình vẽ cái bức tranh này mọi người, tự nhiên mình nhớ lại một cái môn mà hồi năm nhất đại học kiến trúc mình có học á mọi người, nó cũng liên quan đến những cái phối cảnh một hai điểm tụ này nè. Thì môn đó gọi là môn hình học và hình, nó rất là kinh khủng luôn mọi người, kiểu như nó rất là khó luôn á. Mà kiểu như lúc đó là năm nhất á nên là ngây thơ á, không có biết gì trơn á, mà vô phải tính toán này rồi phải vẽ những cái phối cảnh rất là khó, giống như kiểu cái ghế nó hơi cong cong hay là sau đó mà vẽ theo cái phối cảnh một hai điểm tụ này nè, trời rất là kinh khủng luôn. Mà ví dụ như mà khi mà bạn lỡ điểm mà không có tốt môn đó mà muốn đi học lại cũng không dám học lại luôn mọi người, vì nó rất là khó. Mà hầu như mình hỏi ai mấy anh chị hoặc là các bạn mình ai cũng sợ môn đó đó. Thì cái kiểu vẽ phối cảnh này thì nó sẽ có rất là nhiều kiểu như là phối cảnh một điểm tụ nè, hai điểm tụ, ba điểm tụ cũng có, 4 năm cũng có luôn mọi người. Nhưng mà thường thì hầu hết người ta sẽ xài từ 1 tới 3 điểm tụ là nhiều nhất, còn những cái điểm tụ khác thì mình cũng không có rành lắm. À đúng rồi, để mình kể cho mọi người nghe một chuyện là hôm bữa có thằng bé kia nó hỏi mình kiểu như là về thi kiến trúc này kia, xong cái nên một tí cái nó nhắn cho mình là ủa chị, thường thường người ta vẽ hình 3D thì sẽ có bao nhiêu điểm tụ là nhiều nhất. Cái mình kêu là theo như mình học ở trên trường á thì nhiều nhất là 1, 2, 3, rồi còn 4 và 5 thì ít dùng hơn, còn nhiều nữa thì mình không biết là có hay không. Xong bạn đó mới, bé đó mới kêu là nãy thấy bạn kia đăng lên bảo là bạn ấy vẽ phối cảnh 14 điểm tụ. Xong mình cũng kêu hết hồn, ủa đó giờ chưa bao giờ thấy phối cảnh 14 điểm tụ là sao luôn á. Xong cái bé đó nó gửi cho mình xem cái bức hình bạn đó vẽ phối cảnh 14 điểm tụ mà tên trên giấy A2 hay gì á. Nhìn nó cứ mắc cười sao mọi người, nó cứ cong cong. Mà cái hình bạn đó vẽ kiểu như là giống như hình con mắt gì đó, xong vẽ một cái phòng mà nó thu về như hình con mắt. Mình cũng không tiện gửi cái hình đó cho mọi người xem tại vì vậy thì hơi kỳ á. Mà mình thấy là thật ra thì cũng mình thấy nó cũng không đẹp lắm á. Mình thấy nếu mà vẽ phối cảnh từ 1, 2, 3 điểm tụ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn mà phối cảnh 14 điểm tụ thì mình chưa thấy bao giờ, mà mình cũng không biết là nó có hay không nữa. Nên là mình cũng không biết là bạn đó vẽ như vậy là đúng hay không, mình không nhận xét được. Mình cứ nói là thì chắc bạn đó cũng siêu á nên mới vẽ được phối cảnh 14 điểm tụ. Chứ mình là mình bó tay rồi, mình chỉ vẽ được 1, 2, 3 điểm tụ thôi mọi người. Đây mọi người, mình đã vẽ xong cái dãy phố ở giữa rồi nè mọi người. Thì mình sợ là mình vẽ bút kim á nó sẽ không được thẳng, nên là mình đã vẽ bút chì trước, sau đó mình lấy bút kim mình viền lại để
cái nét nó kiểu hơi rung rung, nét vẽ tay ấy, nhìn cho nó đẹp á. Nhưng mà nếu mà mình vẽ bút kim liền lên á thì mình sợ là mình vẽ không có thẳng lắm nên nó sẽ xấu, mình đã vẽ bút chì trước. Đã mình đầu tiên thì mình sẽ phác thảo bút chì như thế này nè, rồi mình nói tất cả những cái đường thẳng đến cái điểm tụ đó thì nó sẽ ra một cái thành phố rất là đẹp như thế này. Sau đó thì mình sẽ thêm một vài chi tiết trên những căn nhà nữa thì nó sẽ ra được là những cái nhà nó sẽ có nhiều cái kiểu khác nhau á. Mọi người thấy thước mình đang vẽ không? Cái thước này rất là thần thánh luôn á mọi người. Kiểu như là sinh viên kiến trúc nào cũng phải có cái thước này á. Cái thước này gọi là cái thước L á. Tại vì nhìn sơ qua nó giống như cái hình chữ L á mọi người. Nhưng mà đặc biệt nó cũng giống như cục gôm vậy á. Nó rất là dễ mất luôn. Mỗi lần mà mình sắm á là mình phải sắm 2-3 cây á. Mà lần nào làm đồ án, một cái mùa đồ án trôi qua thì mình cũng đều mất hết trơn à. Cái cây này là hôm bữa mình để ở nhà, sau đó ba mình lấy làm công chuyện này kia á, nên là nó vẫn còn á. Chứ còn mấy cây của mình ở trên Sài Gòn nó mất hết trơn, nó không còn cây nào hết trơn á. Mà hài lắm à, bình thường á mà mỗi lần mà mấy đứa bạn mà nó bị mất cây thước lờ này á, xong cái nó cứ la lên là em mày ơi cái lờ của ta mất tiêu rồi. Trời ơi, cười xỉu luôn á mọi người. Nói chung là học cũng vui lắm. Thì mình thấy á, học đại học vui không là do là bạn có tìm được một cái đám bạn hợp gu mình hay không á, thì cái đó mới là quan trọng á. Chứ mà lúc đầu năm á, đầu năm mà mình năm nhất á thì mình chưa có tìm được một cái đám bạn mà chơi thân á thì cũng không vui lắm. Sau đó thì tìm được tụi bạn này á, trời ngày nào cũng cười, ngày nào cũng đi chơi mọi người. Đi học xong là ra ngoài hồ con rùa gần trường á, một là ngồi ăn, hai là dắt nhau ra quán trà sữa ngồi uống trà sữa, không là đi vòng chơi vậy đó. Nói chung là vui lắm. Nên là nếu mà các bạn lên đại học á thì nhất định là phải tìm cho mình một đám bạn rất là thân để chơi chung nha, thì nó mới vui. À lúc này là mình đang đi chi tiết cho từng cái ngôi nhà ở trong cái bức tranh này mọi người. Thì mỗi cái ngôi nhà mình sẽ đi một cái kiểu khác nhau để nhìn cho nó sinh động hơn á. Thì nếu mà cái này á mà mình có bút marker ở đây á, mà mình sẽ đi bóng á, đi bóng đổ cho công trình, với lại đi cái kiểu mà kính á, kính nó mặt trời chiếu vô kính nó sẽ có hơi vàng vàng, xong rồi mình đi bóng hơi xám xám mà đổ xuống mặt đường thì rất là đẹp luôn. Nhưng mà tiếc một cái là mình không có đem marker về, mà mình đang vẽ trên cái khổ giấy A3 nên nó rất là to, mà cái khổ giấy này nếu mà mình tô màu nước lên thì nó sẽ không có đẹp lắm á. Nên là mình đã quyết định để cái bức tranh này như thế này. Nếu mà khi nào mình lên Sài Gòn mình sẽ lấy marker mình tô lên, sau đó mình sẽ cho mọi người xem nó sẽ đẹp như thế nào nha. Mà mình thấy cái bức tranh này nè, nếu mà các bạn không có diễn kiểu này á, mà các bạn diễn kiểu mà chấm kim á, chấm từng cái chấm nhỏ thì nó cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất là cực nha mọi người. Chấm không là sợ luôn á, chấm một lần là sợ, mốt không bao giờ dám chấm kim nữa luôn á mọi người. Rồi bây giờ lúc này là mình đang vẽ tới cái phần đường rồi nè mọi người. Mình vẽ những chiếc xe chạy nè, rồi mình chấm thêm một vài cái chấm nhỏ giống như kiểu người đang băng qua đường á, nhìn nó rất là cute, rất là dễ thương luôn. Tại cái này là một cái thành phố mà nhìn rất là xa nên là con người nó sẽ chỉ nhỏ xíu bằng một cái chấm trên cây bút của mình thôi, nên là mình sẽ chấm nhỏ vậy chứ mình không có vẽ chi tiết được. Và đây là bức tranh về một cái thành phố với phối cảnh một điểm tụ của mình đã xong rồi nè mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Và đừng quên like và subscribe cho mình nữa. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.